Chào tất cả các bạn, giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy rang hạt rẻ. Với một máy rang hạt rẻ này, các bạn có thể rang hạt rẻ rất tốt, rang mỗi lần là từ 5 đến 10 cân một mẻ. Đây là công tắc tự đảo các bạn, còn đây là rang máy rang bằng ga nha các bạn nhé. Đây, đây là một công tắc đảo này, còn đây là rang ga này, các bạn có thể dùng ga để bảo đây này, cắm điện ga vào đây này để ra này. Đây, rất tốt. Các bạn mua máy rang hạt rẻ liên hệ qua số điện thoại 0934 48222, website sửa máy thanhhoa.com, vấn đề không giấu, chỉ đối với tôi là 79 Lào Phong, phòng 3 đề thành phố Thanh Hóa. Chất liệu máy được inox hết nha các bạn nhé. Đây còn là inox này nè. Đấy, inox luôn. Máy là inox, có thể dạng có bánh xe để rất là tiện lợi nhé. Các bạn có thể bán ở ngoài đường, ra có loại hạt rẻ như là hạt hướng dương, hạt xe, rất tốt. Máy tự động đảo. Đây công tắc à. Mua máy ra hạt rẻ liên hệ mình. Vì có rất nhiều loại máy khác nhau rồi nhé. Đây, tủ sấy này, và khóa hút chân không này, các loại máy thực phẩm này. Cảm ơn các bạn.